Xin chào quý vị và các bạn nha. Phải công nhận một điều là như thế này này. Nghĩa là cái tập tục văn hóa của người Việt Nam ấy thì là cái người mà uống nước nhớ nguồn. Cái người Việt Nam ấy thì luôn nhớ về ông cha, luôn nhớ về tổ tiên. Chính vì vậy, thế nên đâm ra là mỗi khi mà nhân những cái ngày dỗ Tết, những cái ngày rằm hay những ngày mùng 1, hoặc là nhân một cái gì gì đó ấy, thì người Việt Nam, đa phần là người Việt Nam sẽ rất hay cúng bái và thắp hương. Và cái điều này thì được lưu truyền rất nhiều đời. Và đây là một cái văn hóa rất là tốt. Cái này nó thể hiện được cái lòng biết ơn, thể hiện được cái sự nhớ thương và ghi nhận dành cho những cái người mà đi trước. Và cũng chính bởi những cái điều này thì đâm ra là hôm nay mình sẽ chia sẻ đến với quý vị cùng các bạn những cái lưu ý về bát hương. Bát hương mà thờ cúng của gia đình mình ấy. Nói chung là mình sẽ chia sẻ về bát hương thờ cúng, những cái điều mà các bạn hết sức là lưu ý, bạn phải hết sức là tránh. Khi mà bạn lưu ý về những cái điều mà mình chuẩn bị chia sẻ đây này thì nó sẽ giúp cho gia đình của bạn ấy nó được may mắn, nó được an, nó được bình an, nó được êm ấm. Và nó sẽ được phát triển. Còn nếu như mà bạn mà không để ý, bạn vô tình, bạn không biết cách xử lý, hay là bạn không để ý, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là xấu. Nó ảnh hưởng đến cái vận khí trong gia đình các bạn. Nó sẽ gây ra trong nhà kiểu như là bất hòa, xáo trộn. Nó sẽ gây ra cái sức khỏe mà nó không tốt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần ấy. Các bạn chú ý đón xem. Thế này nhé, có một cái như thế này mà cũng khá là phổ biến. Như là cái bát hương ở trong nhà ấy, tự dưng bốc cháy, cái bát hương ấy mà đột nhiên bốc cháy ấy, thì đứng về mặt khoa học mà giải thích ấy, thì do là những cái que hương mà chưa cháy hết, mà ở dưới chân của bát hương ấy nó có rất là nhiều que hương. Chính vì thế thì đâm ra là nó kiểu như là nó dựa vào những cái lửa cho dù là rất nhỏ, và nó cũng có thể là nó gây cháy. Nhưng mà cái điều này là cái điều mà thực sự là không nhiều. Nó rất là hy hữu, nó không nhiều. Về phong thủy thì cho rằng ý, đây là một cái điểm mà không may mắn. Nó sẽ báo trước cho chúng ta là về những cái tai nạn về sức khỏe, hay là nói chung là gặp những cái chuyện mà nó xui xẻo. Chính vì thế nếu như mà có cái hiện tượng này thì các bạn hết sức là phải lưu ý khi làm cái gì thì nên cẩn thận. Từ cái chuyện mà đi đứng đi lại, hay là những cái chuyện ăn uống chăm sóc sức khỏe, hoặc là những cái lúc mà mình định làm một cái việc gì, mà lên cái kế hoạch làm cái việc gì nó lớn, thì các bạn hết sức là cẩn thận, hết sức là chú ý từ cái giữ gìn sức khỏe, giữ gìn khi mà đi trên đường tham gia giao thông, hay là giữ gìn mà cẩn thận trong những cái vấn đề mà làm ăn. Các bạn hãy cẩn thận. Điểm thứ hai là mình muốn lưu ý với các bạn như thế này này.
nghĩa là cái này thì nó tương đối là xấu đấy, bởi vì cái bát hương mà ở trên bàn thờ ấy, mà nó bị xây dịch là cái không tốt. Bởi vì như thế này nhé, cái bát hương nó phải đứng một chỗ, nó phải yên vị thì gia đình của mình ấy, nó mới an được, nó mới bình an được, nó mới yên ổn được. Bây giờ cái bát hương mà xê dịch, mà động đậy thì gia đình sẽ lộn xộn, sẽ xào xáo, sẽ bất hòa. Khi mà các bạn ấy lau chùi bát hương ấy thì các bạn phải hết sức chú ý cẩn thận, đừng để cho nó xê dịch. Mà các bạn ấy lau chùi ấy, cái đầu tiên thì thế này, nghĩa là các bạn phải dùng thứ nhất là khăn sạch, thứ hai là nước sạch, và bạn phải lau từ cái bài vị trước, sau đó lau đến bát hương. Ví dụ nhà bạn mà thờ cả Phật thì bạn sẽ lau cái bát hương bên thờ Phật trước, rồi sau đó mới lau cái bát hương bên gia tiên của mình, cho nó đúng tuần tự, cho nó thể hiện cái sự mà tôn trọng, tôn quý. Nếu như các bạn lau nhá, thường thường là như thế này, thường thường là nếu như các bạn có rượu gừng ấy, thì các bạn lau bằng rượu gừng rất là tốt. Rượu gừng thì nó có tác dụng là nó tẩy đi những cái uế khí, nó làm sạch, nó tẩy đi những cái uế khí. Hoặc là các bạn có thể là dùng rượu tỏi thì cũng được. Nếu như mà không có hai cái loại trên ý, thì các bạn cũng có thể là dùng cái nước ấm, như là nước đun sôi để nguội mà nó đang còn ấm, các bạn lau, nhớ là phải lau bằng cái khăn sạch, lau bằng cái khăn riêng, chứ đừng có tiện cái khăn nào thì cũng lau. Khăn cho bàn thờ, để lau cho bàn thờ là chỉ để lau cho bàn thờ đấy. Các bạn lau, các bạn nhớ, các bạn đừng có xê dịch nhá. Thường thường là cái bát hương ấy, nghĩa là phải hết một năm ấy thì người ta mới nhổ bớt cái chân hương ra đấy. Thì những cái khi như thế thì các bạn cũng hết sức chú ý, đừng có để nó xê dịch bát hương nhá, nó không tốt. Một cái điểm nữa là các bạn cần chú ý là như thế này này, nhất là những cái thứ mà các bạn cho vào trong bát hương ấy, để các bạn thắp hương, bạn cắm hương ấy, thì các bạn tuyệt đối các bạn đừng có cho đất hay cho cát hay là cho cái gì vào. Bởi vì theo phong thủy quan niệm ấy, thì cát ấy, thì nó vốn là một cái chất bụi bậm, nó là bẩn thỉu, nó là ô uế, thế nên các bạn không nên cho cát vào trong đó. Đừng cho cát vào trong đó, thì thay vào đó ấy, thì các bạn cho cái những cái cho mà từ rơm ấy, đấy, những cái cho mà từ rơm đốt lên ấy, thì các bạn cho vào trong đó thì nó sẽ đảm bảo với các bạn là có một cái độ mà tinh khiết, có một độ sạch sẽ. Những cái này thì ở những cái cửa hàng mà người ta bán về những cái đồ thờ cúng thì họ cũng là có rất là nhiều đấy, các bạn chịu khó. À mà thêm một cái nữa là như thế này này, như là các bạn nhớ là cái bát hương của các bạn để, nhớ là đừng có trông chênh, đừng có bập bênh, nó phải vững chãi, nó phải chắc chắn nhá. Đừng có kê lên một cái gì hay là như nào mà cảm giác là nó trông chênh, nó bập bênh đấy, hay là nó bị nghiêng, nó bị vẹo. Các bạn hãy để làm sao mà cho nó cân đối hài hòa, cho nó vững vững vàng, chắc chắn. Đấy nhá, mình nhắc lại nhá, là thứ nhất là khi mà cái chân hương, cái bát hương mà có chân hương mà nó bị bốc cháy thì đấy là có một cái điểm gì đó, các bạn hết sức phải cẩn thận. Cái thứ hai về vệ sinh bát hương thì các bạn phải chú ý là vệ sinh cho nó sạch sẽ bằng cái khăn riêng, bằng rượu hay là bằng nước ấm, mình cũng vừa nói rồi đấy. Các bạn lau chùi, các bạn đừng để có xê dịch. Cái thứ ba thì là đừng có cho cát vào trong bát hương để mà cắm chân hương. Các bạn hãy dùng những cái bằng rơm, bằng cho rơm, để các bạn cho vào. Cái thứ tư là cái bát hương của các bạn ấy, nhớ là đừng có để trông chênh,
phải để chắc chắn vững vàng. Đó. Vừa rồi là những cái chia sẻ của mình về những cái lưu ý về bát hương. Bát hương để thờ gia tiên, thờ Phật, thờ gia tiên, nói chung là bát hương thờ cúng trong gia đình. Thì cũng hy vọng rằng là qua video này thì các bạn cũng biết thêm một chút, biết thêm phần nào. Những cái người mà đã biết thì chắc là các bạn biết rồi, còn nếu ai chưa biết, lưu ý nếu như mà mình phạm phải những cái điều trên hay là có gặp phải những cái điều trên thì các bạn làm sao các bạn chỉnh sửa, các bạn khắc phục cho nó chuẩn theo phong thủy. Cái điều này nó mang lại cái lợi ích cho gia đình của mình, nó mang lại cái may mắn, mang lại cái sức khỏe, mang lại những cái tài vận tốt cho gia đình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu như các bạn có ý kiến, có đóng góp, có thắc mắc, có yêu cầu hay là có hỏi mình như thế nào ấy, muốn mình chia sẻ như thế nào thì các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới cho mình. Chúc quý vị cùng các bạn luôn vui vẻ khỏe mạnh trong cuộc sống. Thân ái, chào tạm biệt.